Thịnh Nguyễn xin mến chào và cảm ơn quý vị cùng anh chị em đã trở lại kênh của Thịnh Nguyễn. Đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam thăm vùng lũ lụt. Sáng ngày 20 tháng 10 năm 2020, đoàn đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến viếng thăm và trao quà cho những nạn nhân lũ lụt vừa qua tại các giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Huế và Giáo phận Đà Nẵng. Phái đoàn tháp tùng Đức Tổng Giuse gồm Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, Cha Giám đốc Đại chủng viện Huế, Cha Gioan Bautista Vũ Văn Kiện, đại diện Caritas giáo tỉnh miền Bắc, Cha Marcelo Đoàn Minh, đại diện Caritas giáo tỉnh Huế, anh Giuse Hoàng Thượng Vương, trưởng ban cứu trợ Caritas Việt Nam cùng một số linh mục, tu sĩ của Tổng giáo phận Huế và Giáo phận Đà Nẵng. Điểm đến đầu tiên là giáo xứ Hà Tân, Giáo phận Đà Nẵng, một giáo xứ vùng sâu vùng xa được bao quanh bởi hai con sông Vu Gia và sông Côn, nằm trên địa bàn xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Nơi đây đã xảy ra một trường hợp tử vong do điện giật, năm nhà bị sập, một số vật nuôi và cá bị lũ cuốn trôi. Điểm đến thứ hai là giáo xứ Ái Nghĩa, cũng nằm trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, bên cạnh sông Vu Gia. Điểm đến cuối ngày là giáo xứ Lương Văn, Tổng giáo phận Huế, thuộc xã Thủy Lương, huyện Hương Thủy, thành phố Huế. Các vị giám mục đã trao đến các nạn nhân lũ lụt những món quà trích từ Quỹ Dự phòng Thiên tai của Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng phát xuất từ tấm lòng của nhiều người hướng về đồng bào ruột thịt thân yêu đang chịu nhiều khó khăn thử thách vì thiên tai.